Đội thi Bệnh viện mắt Nghệ An gửi tới hội thi tiểu phẩm Ánh sáng niềm tin xin phép được bắt đầu. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy ánh sáng rồi, nhìn rõ tất cả mọi người rồi, sung sướng quá, hạnh phúc quá. Mình ơi, các con ơi, mắt cha đã nhìn thấy ánh sáng rồi. Các con sẽ không phải khổ vì cha nữa. Tôi xin đổi ơn tập thể y bác sĩ Bệnh viện mắt Nghệ An đã tận tình cứu chữa để trả lại ánh sáng cho tôi. Vậy mà khi mới vào nhập viện, tôi vẫn mặc cảm, hoài nghi. Tôi thật đáng trách. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Chúc mừng anh. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Xin chúc mừng anh. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn những người thầy thuốc đầy lương tâm và nhiệt huyết. Đúng là lương y như từ mẫu. Thưa tất cả mọi người, câu chuyện sau đây của tôi tại Bệnh viện mắt Nghệ An là hoàn toàn có thật mà không hề hư cấu một chút nào. Nếu như ai đấy còn đắn đo, hãy xem câu chuyện sau đây thì sẽ rõ. Xuống. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh đau như thế nào? Anh có thể nói rõ để tôi thăm khám được không? Anh cứ lặng đi, để tôi nói cho. Anh nhà tôi đang cuộc đất ngoài vườn, chạy vào trong nhà, kêu đau đầu chóng mặt, trời đất quay cuồng. Mà tôi nói biết mắn răng, đưa anh lên bệnh viện huyện Tân Kỳ khám. Bác sĩ nói anh nhà tôi bị thiên đình đánh. Không, không, không phải đâu anh ạ, là bệnh thiên đầu thống. À, thiên đầu thống. Vậy anh là ai? Là... em trai ạ. Thế con chị? Dạ, tôi là vợ của ông Ni. Quê chị ở đâu? Nhà tôi ở Tân Kỳ, vùng sâu vùng xa làm bác sĩ ạ. Được rồi, bây giờ chú và chị chờ ngoài này, còn anh mời anh sang phòng bên để chúng tôi thăm khám và sơ cứu. Dạ, mời anh đi theo tôi. Đi Minh ơi. Tôi để anh biệt rắng rồi. Anh ơi, cố lên anh nhá. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đi là chú hay. Đánh đau à? Cái chị hay. Tôi nói này, này tôi nghe bác sĩ nói cái chi, à đúng rồi, bác sĩ nói sơ cứu là răng rồi chú ơi. Nhì chả, rồi không biết, sơ cứu là khám sơ sơ, đại khái khám sơ sơ đại khái, à rửa thôi, còn rửa không nọ biết. Thì tôi có biết mà. Mà nhìn bệnh viện đây cũng kháng tráng này, không biết là tay nghề chuyên môn về máy móc ở đấy ra răng. Mình ăn này ai thì chết à. Chú đi nè, nhỏ á. Okay. Bệnh viện tỉnh thì bị khác viên huyền chứ chú nè. Này, cho chú cũng thấy ở xóm ta, ai mà đau ốm, nhà có điều kiện là họ cứ xuống tỉnh đấy họ khám liền à. Có lý. Quên đây, quên tự dưng tôi thấy nóng ruột rất đi hay. Chú ơi, chú xem anh có trầm trọng lắm chú. Ý gì, à nữa đi. À hỏi tôi bất quả. À hỏi trong cùi hết. À hỏi lại coi đi, tôi cúi trả lời được không? Chờ tí nữa bác sĩ ra. Thì à hỏi, chứ à hỏi tôi biết hỏi ai. À, đúng rồi, để tôi gọi điện cho thằng bản thân. Bữa trước, hắn cùng đứa mẹ đi mổ mắt đó, để xem tình hình răng. À đừng nói chờ tôi tí nữa. Alo.
Alo. Đang đấy chú. Không thấy bắt máy à? Có lẽ đi ăn thịt chó đấy vậy. Rồi mà Đăng. Thôi theo túi á, ta cứ giữ tu Phương Ảnh Hải đi. Phương Ảnh Hải á? Phương Ảnh Hải là cái gì? Phương Ảnh Hải. Ô, bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, trong túi răng đấy bác sĩ. Bác sĩ, anh nhà túi ra răng rồi. Anh chị cứ bình tĩnh. Anh nhà đã được sơ cứu và bây giờ đã đỡ đau và nằm nghỉ một lúc ở bên phòng. Rửa, tình hình anh nhà túi còn nguy hiểm lắm bác sĩ. Bác sĩ cứ nói thật đi. Tôi can đảm lắm. Tôi mạnh mẽ lắm. Tôi cũng sợ chí mà. Sau khi kết hợp chuyên môn và máy móc ở bệnh viện thì có thể chẩn đoán bệnh của anh nhà là đục thủy tinh thể quá chín, tăng nhãn áp và mắt gần như là bị mù hoàn toàn. Hả? Bị mù? Trời ơi. Bác sĩ nói anh ơi bị mù. Răng đi hay. Có thật. Tình hình làm răng để anh nhà túi sáng mắt lại được bác sĩ. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh. Bệnh của anh nhà ấy là phải mổ gấp, mổ càng sớm càng tốt. Nếu không muốn phải tắm tối suốt đời. Hả? Bác sĩ ơi, phải mổ à bác sĩ? Mổ tại đấy à bác sĩ? Đương nhiên là phải mổ và mổ tại đấy. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện sẽ thực hiện các phẫu thuật này. Rửa bây giờ nhà túi. Xin chuyển lên tuyển trung ương. Anh ơi, anh cứ bình tĩnh. Việc đó là tùy vào gia đình thôi. Tôi xin nói với anh chị rõ, bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ chịu bỏ tay trước những ca bệnh tương tự như của anh nhà. Hơn nữa, bệnh viện chúng tôi có máy móc hiện đại kết hợp đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn rất tốt, điều trị bệnh nhân rất hiệu quả. Đó là chỉ mang tính chất quảng cáo thương hiệu. Vấn đề có tốt hay không mới là quan trọng chứ. Về lương tâm và trách nhiệm của chúng tôi đối với bệnh nhân, không được phép phô trương và hình thức. Đó là đạo đức của người thầy thuốc, là nguyên tắc của ngành y chúng tôi. Với tư cách là bác sĩ chuyên khoa mắt, tôi xin khẳng định bệnh của anh nhà sẽ chữa trị khỏi. Rồi tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ lấy cái chí để đảm bảo. Đảm bảo ư? Không, cái đảm bảo đấy không nằm trong nguyên tắc nào cả. Có chăng chỉ là lương tâm và trách nhiệm của chúng tôi đối với bệnh nhân. Chú ơi. Cái chí? Này tôi hỏi này. Làm mà giờ tôi thấy bác sĩ nói cũng có tình mà có lý. Hay thôi, ta cứ để anh điều trị đấy đi. Chứ dư mà lên tiền trung ương thì tiền bạc mỗ cho lại đấy. Mà nhà anh nhà thì tủng thiểu, chủ con là chứ nữa. À nữa đi, à lặng đi. À đúng là đầu óc thì nông thôn, mà tâm hồn thì cây lọ. À ông nghe ông cha ta có câu à, giàu hai con mắt đấy này, mà khó hai bàn tay. Cái lúc ní là cái lúc phải tỉnh táo để mà quyết định. Lờ đuối mù ra đó, rồi biết đó là mô. Anh ơi, tôi thấy chị nói đúng đấy. Anh nhà có bảo hiểm y tế, điều trị ở bệnh viện chúng tôi rất hiệu quả và đỡ tốn kém. Còn chị ạ, dạ, bác sĩ. Nếu bây giờ gia đình chuyển anh nhà lên tuyến trên, tôi e rằng kinh tế gia đình sẽ không chịu nổi. Cái gì á? Có chị không chịu nổi? Có bán nhà đi chưa? Cùng bán. Chú nói bán nhà thì ra như nhà mà ra mà bán đấy. 6-7 con người ở trong một cái nhà cấp 4 đó. Dư bán đi thì các cháu của chú ở bơ, ở bùi hết à. Bác sĩ Hoa ơi, có bệnh nhân cấp cứu. Tôi vào ngay. Anh chị cứ bàn bạc với nhau, tôi sẽ ra. Chú ơi, thương anh quá chú ơi. Chứ dư mà răng này, lỡ anh có chuyện chi thì khổ lắm trời à. À ơi, tôi lại à, à ơi. Anh tôi đau đứt ruột đứt gan đi đây chứ sung sướng chi. Đi trung ương, không ở đây có một ngày mỗi nửa hết. Còn khó khăn mấy cùng đi. Thì dư cũng biết nữa. Nhưng mà chú xem trong nhà có cái chi nổi 500.000 bạc không. Rồi còn một đàn cháu nữa. Thằng Cột này, con Kèo, rồi thằng Đòn, con Cảnh thì ai
Cái lúc sướng thì ông thầy kêu, cái lúc dư khổ đã đỏ rồi, ngồi đó mà lẩm ba lẩm bẩm. Thôi đi Trung ương, Nghệ An Xô Viết thì vẫn là Nghệ An thôi. Này này, chắc có chuyện chi mà khóc to là gì? Dạ chào bác ạ. À, bác là? Tôi là bệnh nhân mới mua mắt ở đây. Bệnh lý đến á, thứ nhất là để không lại, thứ hai là đến cảm ơn các bác sĩ đã đem lại phản cho tôi. Dạ. Đi qua thấy chị khóc to tôi vô, y tá có chuyện gì nữa? Dạ thưa bác, chồng chị đây là anh trai của cháu. Bác sĩ chẩn đoán là bị đục thủy tinh thể, phải mổ gấp. Nếu không thì sẽ bị mù hoàn toàn bác ạ. Gia đình nhà cháu đang định đưa anh nhà đi tuyển trung ương. Tất tất, chủ mới nghỉ là tật rồi. Chẳng thưa bác. Tụi đây là bằng chứng sống, đáng đứng trước mặt của hai anh chị đấy. Mày mà trượt vô đây, hai mặt mù đuôi mù tịt thì có thể chứ mà. Nhưng mà được sự giải thích và tư vấn của bác sĩ nên là tôi quyết định mổ ở đây. Giữ hai mặt đây, rạng như hai cái đèn ô tô. Thật là bác. Dạ tôi từng đi tuổi mà tôi đừng lừa anh chị à. Mấy chị này. Dạ. Bệnh một thì tôi không biết, nhưng mà bệnh về mắt ở đây người ta xử lý phút mốt. Dạ thật rồi bác. Anh. Dạ. Không đi môi cho tổn kèm cả lô mơ, ba cái lô này. À bác ơi, rồi cho cháu hỏi tí này. Cho cháu hỏi một tí là sau khi mổ thì mấy ngày sau là sáng mắt lại được bác? Đúng 2 ngày. Có 2 ngày à bác? Rửa với tay đi. Bác nữa nói đúng đó. Minh ơi, Minh thắng rồi, anh, Minh ơi. Minh nhắn đây à? Dạ. Anh thấy đông người đắng rồi, anh ngồi xuống Minh đây xuống đi. Sau khi được các y bác sĩ sơ cứu thì giờ tôi cũng thấy ổn rồi. À nhưng mà chú Minh này. Dạ. Khi này anh có hỏi do một số bệnh nhân họ mổ mắt ở đây này. Dạ. Họ đều nói ở bệnh viện đi mổ với điều trị mắt rất là tốt. Mẹ Minh ạ. Dạ. Mà lại họ có đội ngũ y bác sĩ rất là nhiệt tình và chú đạo nên dư là không đi mổ cả nữa. Chú. Dạ. Với mẹ mi dạ. Cứ yên tâm để cho tôi điều trị tại đây. Đờ đấy. Cái này tôi nói có sai không nè. Thôi anh lại điều trị mạnh khỏe, tôi đi ngay nhá. Dạ, 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 dạ bác ạ. À. À. À bác ơi. Ê bác đâu bác à, làm điều thuốc cho thơm mồm đi. Chú lại vi phạm nguyên tắc rồi. Vì một môi trường bệnh viện không phải thuốc. Chú cắt đi. Thôi dạ, tôi đi dạ. Nhá. Tôi dạ. Đi nha. Cảm ơn bác ạ. À. Thế nào? Gia đình quyết định như thế nào rồi? Dạ. Thưa bác sĩ, sau khi được sự giải thích và tư vấn của bác sĩ thì bây giờ tôi cũng đã hiểu về tình hình bệnh tật của mình. Nên là dư gia đình quyết định là không đi mổ cả mà sẽ ở đây điều trị bác sĩ ạ. Có gì thì cũng mong bác sĩ giúp đỡ cho ạ. Anh cứ yên tâm. Bác sĩ ơi, khi này em nói có chứ không phải. Bác sĩ bỏ qua cho em này nhá. Không, anh đấy là tâm lý bình thường của người bệnh mà. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ mời gia đình đi cùng tôi sang phòng bên để làm thủ tục nhập viện. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Cho em bác sĩ đây hiên à. Đôi mắt okay. Sang ngời vật bất lý thân để nhìn đời và để mẹ cho em đôi mắt sang ngời để nhìn đời. Như vậy là sau 2 ngày chúng tôi đã phẫu thuật và điều trị thành công cho đôi mắt của bệnh nhân. Đó là niềm vui sướng và hạnh phúc không có gì tả nổi của gia đình. Và chúng niềm vui đó là niềm tự hào của đội ngũ y bác sĩ chúng tôi. Bác sĩ ơi, chào anh. Hạnh phúc quá bác sĩ ơi, nhờ tổng thể y bác sĩ mà bây giờ đôi mắt của tôi đã được trở lại ánh sáng. Xin cảm ơn bác sĩ nhiều. Không có gì đâu anh ạ. Bác sĩ ơi, từ khi anh tôi vào điều trị tôi cũng chưa được biết tên bác sĩ. Bác sĩ có thể giới thiệu tên của bác và các đồng nghiệp cho chúng tôi tiện chào hỏi được không ạ? Vâng ạ. Tôi là Dương Biên Hòa, bác sĩ khoa tổng hợp Gluco. Kia là anh An, kỹ thuật viên khoa gây mê hồi sức. Chị Trang, điều dưỡng khoa nội. Chị Thảo, kỹ thuật viên xét nghiệm khoa khám bệnh. Còn kia là chị Hằng, điều dưỡng khoa đại mắt băng bồ đào. Còn anh có thể xưng danh cho chúng tôi biết được không ạ? Vâng, tôi tên là Hoàng Minh Sơn, kỹ sư điện tử viễn thông, cũng là đội trưởng đội thi lần này. Đây là chị Xuân, bác sĩ khoa gây mê hồi sức. Đây là anh chế, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh. Vậy là câu chuyện có thật của đội thi bệnh viện mắt Nghệ An đây đã khép lại rồi. Chúc hội thi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Nhìn tổ quốc.